Xin chào các bác và anh em lên sóng test cặp loa Kenwood VH7. Các bác quan tâm đến sản phẩm này vui lòng xem hết video, em sẽ có quay chi tiết hình thức và báo giá ở cuối video. Rồi bây giờ thì mời anh em trải nghiệm chất lượng cặp loa VH7 Kenwood được anh em nhé. Bát lõm, check lõm. Dù cho tình đó đã mất hết nhưng trong anh vẫn còn, lòng vẫn mới đánh tiếc bóng hình xưa đã xa. Cầu mong em bên ai sẽ luôn được hạnh phúc, và nếu có lúc em buồn đau hãy về bên anh em. Em sẽ quay hình thức cho các bác xem luôn. Loa được ốp một cái hộp gỗ trước rất là đẹp. Ốp nổi lên các bác nhé. Đây, để uốn lượn. Thiết kế rất là đẹp luôn. Bát lõm, check lõm. Bát check từ kép. Nó này có phân tần luôn. Lỗ người phía trước, tiếng âm bát để ra rất lực. Dòng này thích hợp cho nhà remix Danny J. Loa về tổng thể để các còn tương đối đẹp, có chảy xước anh em nhé. Có một số vết chảy xước do vận chuyển, nói chung là chưa đẹp tuyệt vời. Cái sản phẩm này em còn rất là nhiều các cặp loa khác với giá cao hơn và thấp hơn cũng có. Về cơ bản tổng thể là tương đối là ok, không quá đẹp cũng không quá xấu. Loa thiết kế rắc chạm bắp chuối. Đây em nhé, công suất đây loa 60W, trở kháng 6 ohm. Ngoài ra cái sản phẩm này em còn rất là nhiều các cái cặp loa khác đây các bác nhé. Đây còn rất nhiều, rẻ hơn cũng có và đắt hơn thì cũng có, tùy theo hình thức các bác nhé. Còn chất âm mình giống hệt như nhau. Riêng cặp này em bán giá là 1.050.000. Hay căng cho anh em nhé, hay căng đầy đủ luôn. Đây anh em quan tâm đến những cặp loa cao hơn, tiền hơn cũng có, đẹp hơn, xấu hơn cũng có, xấu hơn không hơi căng cũng có anh em nhé. Còn cặp này giá nó là 1.050.000 đó. Còn em có những cặp 950.000 và còn cặp cao nhất lên đấy là 1.500.000 cũng có. Đấy, giá hình thức sẽ đẹp hơn. Rồi, xin cảm ơn các bác và anh em. Các bác nhắn tin vào số Zalo 0975 575 262. Rồi, anh em chuyển cặp cọc trước cho em 200. Anh em chuyển đủ em bao phí ship cho anh em. Rồi, xin cảm ơn các bác anh em theo dõi video test của Trung Kiện Audio.